Hi, chào các bạn, đây là cuộc sống ở Vinhome Grand Park. Và hôm nay thì mình lại đi ra ngoài này là khu công viên 36 hectare để mình chơi vào một buổi chiều. Hiện tại thì ngoài này nó không còn gọi là rất là đẹp hay là lý tưởng nữa đâu. Nhìn xung quanh tí xíu ha. Bên này là Glory 2 nè, đã cất nóc rồi, đang sơn rồi, chắc là sẽ bàn giao sớm. Còn ở bên này là Masarai nè, đèn đốm ở bên ngoài đã bàn giao rồi, ngon lành rồi ha. Bên này là Beverly. Thì bên này thì chưa thấy, làm tới tầng nóc rồi nè. Đây, tầng nóc, mấy cái này là cái tầng nóc rồi. Chắc là sẽ sớm bắt đầu sơn rồi hoàn thiện phần bên ngoài với lại phần cảnh quan nội khu. Và đây là cái điều mà sẽ mới mẻ ở Vinhome Grand Park. Đó là toàn bộ khu công viên bên kia sẽ được cải tạo lại. Bạn thấy rất là nhiều đây nè, máy móc công trình nè, người ta đang làm lại. Người ta sẽ rào lại một cái khu nhỏ để người ta làm từ bên góc bên này qua tới đây để làm. Và bạn vẫn có thể bạn đi vô trong công viên, bạn chơi ở những cái cột ánh sáng bên kia, bạn vẫn có thể đi dạo công viên bình thường không sao hết ha. Còn bên góc bên này là cái chỗ mà lúc trước là chỗ cái công viên mà có nuôi thỏ, đực cừu rồi cắm trại gì đó, The Gans thuê á, thì hiện tại thì đã thành một cái bãi công trình rồi các bạn. Bên đó là sẽ xây dựng một cái khu vui chơi Vin Wonder. Và hướng xa xa bên kia mấy cái tòa nhà bên chỗ này á, đó chính là khu dinh thự. Khu bên đó thì giá tiền thấy nó ghê lắm, nhiều khi nấu những cái thấy cũng nhức đầu. Nên là thôi không nói, nếu mà anh em bạn bè nào mà muốn tìm hiểu cái khu bên đó thôi inbox mình ha. Chứ nói trên clip nhiều khi tưởng mình đang bán hàng của anh Thái Công. Rồi ok. Và bờ biển bên cái khu mà chỗ mình đang ở, chỗ mà mình đang đứng đây đó các bạn, thì không có làm gì hết. Đây là một cái khu công viên chỗ tập thể dục á, và vẫn giữ nguyên như vậy. Có thể là sau khi mà người ta cải tạo khu bên kia thì sẽ tới khu bên này sẽ được cải tạo tiếp. Còn hiện tại thì khu bên này người ta vẫn giữ nguyên và chúng ta có thể tới đây vui chơi bình thường. Cái khu Vin Wonder bên kia thì sẽ hứa hẹn đó là một trong những cái điểm mà thú vị của Vinhome Grand Park. Theo như những cái lúc đầu thì nó không có. Lúc đầu thì bên đó đã làm một cái công viên bên kia rồi, và không hề có cái chuyện là tính là làm cái Vin Wonder ở bên đó. Nhưng mà sau này thì người ta thay đổi, người ta làm. Và nếu mà bạn đã từng đi những cái Vin Wonder ở Nha Trang, ở Phú Quốc thì nó sẽ làm giống như vậy. Rất nhiều những cái trò chơi ở trong đó, rồi những cái dịch vụ ở trong đó sẽ được mở ra. Và đây chính là một trong những cái điều mà làm cho cái khu Vinhome Grand Park chỗ này nó tăng thêm giá trị và những cái tiện ích của cư dân được nâng cấp lên hàng ngày. Và mình sẽ dừng video clip ở đây ha các bạn. Hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo trên kênh STV nói về cuộc sống ở Vinhome Grand Park. Goodbye.